Tấn thảm kịch và những bài học ở Việt Nam, tác giả Robert McNamara, người dịch Hồ Chính Hạnh, Huy Bình, Thu Thủy, Minh Nga, giọng đọc Hải Yến, số 27. Trong khi đó, các tham mưu trưởng liên quân, Sinpec, Westmoreland và tôi, tất cả vẫn giải quyết các sự vụ trên cơ sở từng ngày mà nhẽ ra chúng tôi, đặc biệt là tôi, với tư cách là bộ trưởng, phải mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng một chiến lược quân sự và một kế hoạch lâu dài cho cơ cấu quân lực cần thiết để triển khai. Ngày 6 tháng 4, CIA thông báo cho Tổng thống Johnson là Hà Nội đã chuyển một tiểu đoàn quân đội Bắc Việt Nam vào cao nguyên Trung Phần và các đơn vị quân chính quy gần Đà Nẵng. Các tham mưu trưởng đã đáp lại những diễn biến này bằng cách yêu cầu điều tới Nam Việt Nam thêm 2 lữ đoàn nữa, khoảng 8.000 quân. Westmoreland đã tán thành đề nghị của họ, nhưng Mark thì không. Chỉ được biết về điều này khi nó đã được đưa ra, nên Mark tức giận, gửi ngay một bức điện tới Nhà Trắng, nói rằng đề nghị này cho thấy sự ngần ngại dấn vào một cuộc chiến tranh trên bộ rõ hơn điều tôi đã bày tỏ ở Washington trong chuyến đi gần đây của tôi. Cùng với tình hình ngày càng xấu đi và cảm giác là cần phải làm thêm điều gì đó, Tổng thống đã ngả theo hướng thông qua đề xuất của các tham mưu trưởng. Tuy nhiên, do mối lo ngại của Mark mà Tổng thống đã yêu cầu tôi gặp Mark và các quan chức cao cấp khác ở Honolulu để xem xét yêu cầu triển khai thêm quân. Ngày 20 tháng 4 năm 1965, chúng tôi đã gặp nhau, ngồi quanh một chiếc bàn hội nghị lớn dưới một hàng đồng hồ tại Sở Chỉ huy Thái Bình Dương. Chúng tôi bắt đầu bằng việc thảo luận chương trình ném bom Bắc Việt Nam. Vài ngày trước, Mark đã bày tỏ ý kiến của mình khi ông ta đánh điện cho Jin. Không một mức độ bắn phá nào sẽ buộc được Hà Nội ngừng các hành động của họ, mà cũng không có tiến triển thực sự trong việc chống Việt Cộng ở Nam Việt Nam, phải làm cho Hà Nội tin là Việt Cộng không thể thắng được ở đây. Hoàn toàn đơn giản, ý ông ta nói rằng chỉ riêng việc ném bom thôi thì không thể làm được gì. Lúc đó tôi cũng đồng ý với kết luận này, tôi vẫn tiếp tục giữ ý kiến này trong suốt thời gian làm bộ trưởng còn lại, và sau này tôi sẽ bình luận. Những năm sau, tôi đã chẳng nhìn thấy gì, đọc được gì và nghe thấy gì cả để thay đổi ý kiến của mình. Mặc dù một hai người trong hội đồng tham mưu trưởng không đồng tình với tôi và quan điểm của tôi sau này đã gây ra tranh cãi gay gắt, nhưng mọi người tại cuộc họp gồm Mark Westmoreland, Bert Oley, Bill Bundy và John McNaughton tin rằng nếu ném bom không thôi không phải là giải pháp. Do vậy, chúng tôi đã chuyển sự chú ý của mình vào điều có thể làm được ở miền Nam. Có sự nhất trí chung về việc cần tăng thêm quân Mỹ để giữ cho Sài Gòn khỏi sụp đổ. Nhưng bao nhiêu? Theo đuổi chiến lược gì? Với kết quả gì? Ở đây đã xuất hiện những bất đồng đáng kể. Bert Oley và Westmoreland lại nhắc lại đề nghị thêm 2 sư đoàn cộng với 2 lữ đoàn mà Mark đã phản đối, và họ thêm các yêu cầu về lực lượng hỗ trợ hậu cần. Tổng quân số tham chiến đã lên tới sấp xỉ 60.000 quân. Với sự ủng hộ của Mark, tôi đã bác bỏ việc thêm 2 sư đoàn vì không có giải trình rõ ràng về việc họ sẽ được sử dụng như thế nào. Nhưng tôi đồng ý ủng hộ các yêu cầu khác. Điều này có nghĩa là một mức tăng đáng kể về lực lượng Mỹ ở Việt Nam, từ 33 lên 82.000 người. Tôi trình những kiến nghị của tôi lên Tổng thống trong một cuộc họp tại phòng họp nội các ngày 21 tháng 4. Tôi thúc giục Tổng thống ngay lập tức thông qua con số triển khai quân để hỗ trợ Nam Việt Nam chống lại một cuộc tiến công theo dự đoán của Cộng sản, trong khi ngăn chặn sự thất bại của chính phủ Việt Nam, tức Nam Việt Nam, hay của quân đội Mỹ. Tôi biết rằng số quân lớn như vậy
cùng với nhiệm vụ chiến đấu mới của quân đội có nghĩa là sẽ không tránh khỏi con số thương vong cao và sự chú tâm sát sao hơn của công chúng tới cuộc chiến tranh. Cho nên tôi đã giục Tổng thống Johnson thông báo cho các nhà lãnh đạo quốc hội cả về các cuộc triển khai quân dự tính và thay đổi gần đây về nhiệm vụ của quân đội Mỹ ở Việt Nam. Nhưng Tổng thống không muốn làm như vậy, và khi gửi điện cho Mark thông báo về quyết định thông qua các kiến nghị ở Honolulu, ông đã viết: "Không phải chúng ta có ý định tuyên bố toàn bộ chương trình vào lúc này, nhưng sẽ công bố các cuộc triển khai riêng vào những thời điểm thích hợp." Ngay sau đó, vào đầu tháng 5, Tổng thống đã trình bày một đề nghị bổ sung riêng trước Quốc hội với nội dung: "Đây không phải là một sự lạm dụng thông thường. Mỗi một nghị sĩ Quốc hội ủng hộ đề nghị này cũng sẽ bỏ phiếu tán thành nỗ lực của chúng ta nhằm chặn đứng sự xâm lược của Cộng sản Nam Việt Nam." Dự luật này đã được thông qua với số phiếu thuận 408-7 ở Hạ nghị viện và 883 ở Thượng viện. Phản ứng trước các kiến nghị được đưa ra tại Honolulu, Jokbo, người cùng tham gia cuộc họp ngày 21 tháng 4, lập luận rằng chúng ta không nên mạo hiểm lao vào mà không khai thác các khả năng của một giải pháp. Tổng thống trả lời: "Được, Jok ạ, tôi cho anh đến ngày mai phải cho tôi một kế hoạch về giải pháp. Nếu anh làm được, tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ anh." Đêm đó, Jokbo đệ trình lên Tổng thống một kế hoạch giải pháp. Bồ bắt đầu bằng cách nói rằng chúng ta phải trong tư thế sẵn sàng khi có một giải pháp xuất hiện trước khi đạt được cái đích mà chúng ta đã nói công khai, nhưng giải pháp đó vẫn phải đáp ứng các mục tiêu cơ bản của chúng ta, nghĩa là một Nam Việt Nam độc lập không bị Cộng sản kiểm soát. Không một ai trong chúng tôi, Tổng thống, Jean, Matt và tôi bác bỏ quan điểm đó, nhưng một lần nữa tài liệu của Bồ vẫn không nói được là làm thế nào để đạt được những mục tiêu chúng tôi cần có. Jok nói chúng ta không nên chấp nhận một chính phủ liên hiệp kiểu Lào, nhưng nên để cho đại diện của Việt Cộng tham gia vào các cuộc bầu cử tự do. Ông nói thêm, tất nhiên chúng ta không thể đồng ý về bất cứ một giải pháp nào về các điều khoản đó mà không đòi hỏi rằng các đơn vị Việt Cộng ở miền Nam Việt Nam phải bị giải tán và Việt Cộng phải hòa nhập vào đời sống dân tộc của đất nước này. Tổng thống Jean, Matt và tôi cũng đồng ý với điều này, nhưng Jok không làm rõ được là làm thế nào để đạt được cuộc bầu cử tự do nếu Bắc Việt Nam vẫn khăng khăng đòi một giải pháp phải phù hợp với chương trình của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông ta cũng không nói được phải làm thế nào để đạt được các mục tiêu khác mà ông ta đã nêu ra. Điều mà Jok đã thực sự đề nghị mà có lẽ chúng tôi đã không làm được một cách cụ thể là nhờ các nước trung gian như Thụy Điển, Liên Xô, 17 nước không liên kết nói rõ với Hà Nội rằng chúng tôi chấp nhận lập trường mà ông đã nêu ra. Trong vài tuần sau đó, chúng tôi có liên hệ với một đại diện của Bắc Việt Nam tại Paris. Chúng tôi đã cố gắng có được nhiều cuộc gặp gỡ khác trong 3 năm tiếp theo, nhưng chúng tôi đã không sử dụng hết các kênh tiếp xúc có thể có và đã không truyền đạt được rõ ràng lập trường của chúng tôi. Mấy ngày sau, tôi bảo với John McNaughton soạn thảo một đề nghị ngừng ném bom một tuần. Tôi hy vọng đề nghị đó sẽ dẫn đến việc Hà Nội ngồi vào thương lượng và giảm sự ủng hộ đối với quân nổi dậy, qua đó tăng cường sự ủng hộ ở trong nước và quốc tế đối với chính sách của chính quyền Mỹ. Giống như mọi đề nghị ngừng ném bom sau này của tôi, nó đã gây ra những tranh cãi đáng kể trong nước. Nhiều vị chỉ huy quân sự cao cấp phản đối vì họ e rằng Bắc Việt Nam sẽ lợi dụng đề nghị đó để tăng cường thâm nhập. Một số cố vấn của Tổng thống sợ rằng Hà Nội sẽ lừa chúng ta vào chồng bằng cách chấp nhận đàm phán nếu Mỹ tiếp tục ngừng ném bom. Từ đó, Bắc Việt Nam sẽ duy trì, thậm chí tăng cường ủng hộ Việt Cộng dưới sự bảo đảm không có ném bom. Một số khác sợ rằng cánh hữu ở Mỹ sẽ cho đây là một hành động yếu kém và đòi ném bom nhiều hơn nữa nếu như nó không nhanh chóng đem lại kết quả.
nhưng trong mấy tuần gần đây, những lời chỉ trích chính sách Việt Nam của Tổng thống Johnson nổi lên đáng kể trong các nghị sĩ quốc hội và các nhân sĩ tự do. Và Tổng thống Johnson phiền muộn phải tìm cách trả lời và làm dịu những lời chỉ trích đó. Chính điều này, chứ không phải là một niềm tin cá nhân rằng ném bom ở giai đoạn này sẽ dẫn đến đàm phán, đã dẫn Tổng thống đến việc chấp nhận đề nghị của tôi. Dẫu sao thì một cuộc ngừng ném bom không tuyên bố đã bắt đầu ngày 13 tháng 5. Cùng ngày hôm đó, Đại sứ Mỹ tại Moscow, Foy Kohler, nhận được chỉ thị truyền thông điệp cho Đại sứ Bắc Việt Nam tại đây. Bản thông điệp viết: Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã xem xét các ý kiến của các đại diện của Hà Nội là sẽ không có hòa bình nếu còn các trận oanh kích vào Bắc Việt Nam. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ rất thận trọng, xem liệu trong thời gian ngừng ném bom này, phía Hà Nội có giảm đáng kể các hoạt động quân sự của Việt Cộng và Bắc Việt Nam hay không. Đại sứ Hà Nội từ chối không gặp Kohler. Tối hôm đó, một quan chức ngoại giao Mỹ cấp thấp hơn đã gửi tay bức thông điệp đến Đại sứ quán Bắc Việt Nam. Bức thông điệp không một lời nhận xét, được nhét vào một phong bì màu trắng toát, bên ngoài ghi Đại sứ quán Mỹ, được gửi trả lại vào sáng hôm sau. Bị cự tuyệt và lo ngại cánh hữu chỉ trích, Tổng thống nói ông dự định nối lại các cuộc ném bom khi họp nội các vào ngày 16 tháng 5. Tôi nài xin Tổng thống khoan hãy làm như vậy và cho rằng chúng ta phải theo kế hoạch ban đầu ngừng ném bom trong 7 ngày để Hà Nội có thời gian suy nghĩ cách trả lời. Nhưng Tổng thống nghĩ rằng nếu Hà Nội quan tâm thì họ đã phải trả lời rồi. Cuối cùng, chúng tôi thỏa hiệp là ngừng ném bom 6 ngày. Chiến dịch ném bom tiếp tục vào ngày 18 tháng 5. 3 tuần tiếp theo đó là quãng thời gian lo âu và thất vọng của Tổng thống và chúng tôi, những cố vấn của ông. Tình hình bất ổn định chính trị ở Nam Việt Nam trở nên trầm trọng hơn nếu có khả năng. Những người Thiên Chúa giáo và Phật giáo trong và ngoài quân đội âm mưu chống lại chính quyền quân sự của Phan Huy Quát. Một cuộc đảo chính vừa thất bại thì tiếp theo là một cuộc đảo chính khác do các sĩ quan trẻ thực hiện đã thành công. Họ lập tướng Nguyễn Văn Thiệu, 42 tuổi, làm người đứng đầu nhà nước và tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ, 35 tuổi, làm thủ tướng. Phó Đại sứ Mỹ Alex Johnson mô tả Kỳ như là một tên lửa không điều khiển. Ông ta là con người như vậy. Ông ta uống rượu, đánh bạc và chơi gái khủng khiếp. Ông ta ăn mặc rất phô trương. Thường tôi thấy ông ta mặc một bộ quần áo bay màu đen, có khóa kéo, dây lưng, có 2 khẩu súng lục cán khảm chai. Ông ta còn có những câu nói thái quá. Khi được hỏi ông ta là ngưỡng mộ ai nhất, ông ta trả lời: Tôi ngưỡng mộ Hitler. Chúng ta cần 4 hoặc 5 Hitler ở Việt Nam. Bin Bundy sau này nhận xét Kỳ và Thiệu là những kẻ trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Trong khi đó, tính kém hiệu quả của việc ném bom làm tăng thêm sức ép mở rộng chiến tranh trên bộ. Ngày 3 tháng 6, Mark điện về Washington: Chúng ta phải thấy rõ rằng chúng ta không tin là bất cứ một khối lượng bom nào tự bản thân nó có thể ngăn được Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, DRV, chấm dứt và từ bỏ hoạt động quân sự của họ ở miền Nam. Một sự thay đổi như vậy trong thái độ của DRV chỉ được thể hiện ra khi ở phía họ cũng có sự nhận thức rằng thủy triều đã hoặc sẽ cuốn trôi họ ở miền Nam. 2 hôm sau, anh ta lại gửi một bức điện nữa mô tả quân đội Nam Việt Nam mắc căn bệnh trầm trọng do chỉ huy tồi tệ, tệ đào ngũ và trượt nhanh trên con đường sụp đổ. Là người nhiều tháng qua chống lại việc đưa quân Mỹ vào chiến đấu ở miền Nam, giờ đây Mark xin rút lui ý kiến của mình, viết rằng rất cần thiết phải có lực lượng bộ binh Mỹ chiến đấu trên chiến trường. Chiều thứ Bảy, ngày 5 tháng 6, Jean, Matt, Bill, George, Tommy Thompson và tôi họp tại văn phòng của Jean để thảo luận về bức điện của Mark. Đột nhiên và ngoài dự kiến, Tổng thống bước vào.
rõ ràng là tổng thống đi có một mình. Bà Beat đi vắng. Tổng thống nói ông đến để kiếm vài người đi cùng, nhưng cái mà ông được lại là một gáo nước lạnh. Càng đọc điện của Mark, ông càng lo lắng. Jean cố tỏ ra còn hy vọng, nhưng tôi nói chúng ta không tìm thấy gì ngoài sự bế tắc ở miền Nam. Chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến này không? Tôi không biết. Cộng sản vẫn luôn nghĩ rằng họ đang thắng. Tổng thống lắng nghe, ông tỏ ra bồn chồn và lo lắng. Ông kết luận một cách đen tối. Điều nguy hiểm nhất là ngày nào chúng ta cũng sẽ vớ được một vấn đề rất lớn. Tổng thống đã rất đúng. Quả bom đã nổ vào ngày mùng 7 tháng 6. Hôm đó, Wetty đã gửi một bức điện về Lầu Năm Góc nói rằng cuộc chiến ở Đông Nam Á đang trong quá trình tiến đến một mức độ cao hơn. Một số lực lượng PAVN Bắc Việt Nam đã vào Nam Việt Nam SVN, và có thể còn rất nhiều lực lượng đang trên đường vào. Cho đến nay, Việt Cộng chưa sử dụng hết khả năng của họ trong chiến dịch này. Trái lại, lực lượng ARVN, quân đội Nam Việt Nam, đã nếm mùi thất bại khi phải đương đầu với sức mạnh bổ sung của Việt Cộng. Tỷ lệ quân đào ngũ cao quá mức, thiệt hại trên chiến trường cao hơn nhiều so với dự kiến. Do đó, quân đội Nam Việt Nam ARVN bắt đầu có biểu hiện lừng chừng, không muốn tiến công, và trong một số trường hợp thật đáng nghi ngờ khả năng cầm cự của họ trong các trận giao tranh. Tỷ lệ quân số tiếp tục có lợi cho Việt Cộng. Chính quyền Nam Việt Nam không thể đứng vững trước một sức ép như vậy nếu không có sự chi viện. Tôi không thấy chúng ta có một giải pháp nào trừ việc tăng thêm các nỗ lực của chúng ta ở Nam Việt Nam bằng cách tăng thêm quân Mỹ hoặc quân đội của nước thứ ba khác càng nhanh càng tốt trong những tuần quyết định tới. Mục đích cơ bản của việc triển khai thêm quân là nhằm tạo cho chúng ta khả năng tiến công, có sức đánh mạnh trên chiến trường để cho Việt Cộng thấy rằng họ không thể thắng được. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.